Rồi xin chào tất cả anh em ha, chào anh em buổi trưa ngày 15 tây tháng 10 anh em. Rồi buổi trưa nay thì em lên cho anh em tầm khoảng 20 mấy lô ha, 20 mấy lô anh em. Hàng trên là những cây máy nhỏ lẻ anh em, phía trên này là những cây máy siêu to khổng lồ luôn nè, Mitsubishi T170, Kawasaki TD33 anh em, Honda GX25, rồi Hitachi 33, Echo 311 luôn anh em, Echo 311 ha, nồng 36 ly. Rồi máy bên em thì em sẽ bao cho anh em đủ đồ anh em, đầy đủ đầu bò, chén kẹp, nắp xăng, nắp bu e thì bao cho anh em đầy đủ ha. Còn lưỡi dao với chắn cỏ thì không có bao anh em. Trên máy thì sao để vậy, hoặc là nó bị bể thì bên em mới bỏ ra anh em. Rồi em vô con máy đầu tiên. Con máy đầu tiên là con này là con G2K anh em. G2K bình xăng trên nè, thiếu cái nắp xăng thì em sẽ lắp cho anh em đầy đủ ha. Genox G2K bình xăng trên. Con này còn cực kỳ đẹp anh em. Nước sơn là còn bóng hới à. Rồi con này là con số 1 anh em, 1,6 triệu. Cần của nó là cần xoay anh em, cần xoay luôn. Cần xoay anh em, đầu bò chén kẹp đầy đủ luôn ha. Rồi con số 1, 1,6 triệu anh em. Con số 2 là con này là con Echo 311, nồng 36 ly anh em, bình xăng dưới. Bình xăng dưới anh em, nồng 36 ly. Tay lái của nó là tay lái dài, con số 2 là 1,5 triệu. Đầu bò chén kẹp đầy đủ anh em, Echo 311, nồng 36 ly. Con số 3. Con số 3 là con Hitachi anh em. Hitachi 33 nồng 37 ly ha. Con này con số 3 1,1 triệu anh em, tay lái đó là tay lái dài luôn. Tàu bò chén kẹp đầy đủ ha. Rồi con số 4 anh em. Con số 4 là con Magu. Magu 23cc nồng 32 ly, chế của nó là chế ga ngang quanh gồ hai kim anh em. Tay lái của nó là tay lái dài, con số 4. Rồi tàu bò chén kẹp đầy đủ ha. Con này nồng 32 ly anh em, 850.000đ. Con số 4 Magu 23. Rồi tiếp theo thì con này con số 4 nữa nghe nè. Con này con Tanaka 2,5 ha. Con này thì em ghi bị trùng lô nghe nè. Anh em nào chốt thì con số 4B hay là con số 4 Tanaka 2,5 nghe nè. Con này thì nó xài chế là chế lê đỏ tự động nha. Tay lái của nó là tay lái dài, con số 4 1,000.000. Tàu bò chén kẹp đầy đủ nghe nè. Tanaka 2,5, mặt giật của nó là mặt giật trợ lực luôn ha. Nồng là nồng 34 ly nghe nè. Con số 5 là con Honda GX25. Tâm của nó là tâm gời, con số 5 này là 1,9 triệu nha anh em, 1,9 triệu ha. Honda GX25. Con này mất cái tem mà, mất cái tem mặt giật nha anh em. Rồi con này tâm gời ha, tay lái em sẽ lắp cho anh em tay lái dài. Con số 5 1,9 triệu. Honda GX25. Rồi lô số 6 là lô này lô Kawasaki nha. Kawasaki ha, TD33. TD33 nha anh em. Bình xăng trên. Tay lái là tay lái dài luôn, đầu bò chén kẹp đầy đủ hết luôn ha. Lô số 6 anh em, 2 cây 2,2 triệu. 1,1 triệu một cây. Lô số 7 là con này là con Mitsubishi T170 anh em. Con này còn cực kỳ đẹp luôn, còn luôn cái chân luôn anh em. Cần của nó cần xoay ha. Con số 7 này là 1,5 triệu anh em. Đầu bò chén kẹp đầy đủ. Cần của nó là cần xoay anh em, cần xoay ha. Mitsubishi T170, con số 7 1,5 triệu. Rồi lô số 8 anh em. Lô số 8 là ba con TD24 ha. Kawasaki TD24. Hai con bình xăng dưới, một con bình xăng trên nha anh em. Tay lái của nó là tay lái dài hết luôn, đầu bò chén kẹp đầy đủ hết cho anh em luôn ha. Lô số 8 anh em, 3 cây 1,8 triệu, 600.000 một cây anh em, 600.000 một cây ha. Kawasaki TD24. Đây lô này TD24 anh em, Kawasaki lô số 8 600.000 cây. Magu 23 850.000 ha. Hitachi 33 anh em, con này 1,1 triệu. Echo 311, con này 1,5 triệu anh em, tổng 36 ly. G2K bình xăng trên 1,6 triệu. Còn đây là Tanaka 2,5 triệu, con này 1,000.000 anh em. Honda GX25, con này 1,9 triệu. Còn đây là TD33 anh em, 1,1 triệu cây, tổng 37 ly. Mitsubishi T170, con này thì 1,5 triệu ha. Con này cực kỳ đẹp nha anh em, Mitsubishi T170. Rồi lô số 9. Lô số 9 là Echo anh em. Lô số 9 này là Echo. Echo này là Echo 200 nha anh em, Echo 200 ha. Tay lái của nó là tay lái tròn nha, tay lái tròn ha. Cái này thì có một cái tay lái tròn, một tay lái dài. Đầu bò chén kẹp thì đầy đủ hết cho anh em luôn. Lô số 9 nha anh em. 2 cây 1,5 triệu, 500.000 cây. 500.000 cây nha anh em, lô số 9. 200 triệu. Ủa 2 cây 1,000.000 anh em, 500.000 cây. Rồi lô số 9. Rồi tiếp theo vô trong này anh em.
Rồi lô này là lô số 10 anh em. Lô số 10 là lô này là lô Echo 235 nè. Lô này Echo 235 anh, lô này cực kỳ đẹp anh em, cực kỳ đẹp mà giá lại rẻ nè. Kyogit 235. Echo 230, Echo 230 anh em, lô này quá đẹp luôn. Rồi lô này là lô số 10 anh em. Lô số 10 này thì 4 cây 3 triệu 2 anh em, 800 ngàn cây ha. 800 ngàn cây, lô số 10 anh em. Tay lái của nó là lô này tay lái tròn hết luôn. Đầu bò chén kẹp đầy đủ ha. Lô số 10 4 cây 3 triệu 2 800 ngàn cây Echo 230. Lô số 11 là Echo 200 anh em. Lô số 11 là Echo 200 ha. Lô này thì tổng cộng là 6 cây anh em, 6 cây ha. Rồi Echo 200 anh em. Echo 200 hay lô này thì 500 ngàn một cây anh em, 500 ngàn một cây ha. Tay lái 1 2 ba cái tay lái tròn, ba cái tay lái tròn anh em, ba cái tay lái dài. Đầu bò chén kẹp thì đầy đủ hết cho anh em luôn. Lô số 11 anh em, 6 cây 3 triệu 500 ngàn một cây ha. Echo 200 500 ngàn cây anh em. Áo bô bị bể rồi thì em sẽ đổi cho anh em áo bô mới ha. Lô số 11 anh em, 500 ngàn một cây, 6 cây 3 triệu. Lô số 12 là Echo 240 anh em. Echo 240 nè, lô này quá vip anh em ơi, quá đẹp luôn. Echo 240 thì lô này 3 cây anh em, 1 2 3 ha. Lô này tổng cộng là 3 cây. 3 cây thì 900 ngàn cây, 3 cây là 2 triệu 7 anh em. Lô này thì đặc biệt của nó là xài chế hệ anh em. Chế hệ quanh gồ hai kim luôn ha. Quanh gồ hai kim. Tay lái của lô này thì hai cái tay lái tròn, ủa hai cái tay lái dài, một cái tay lái tròn. Đầu bò chắn kẹp đầy đủ anh em, thiếu một cái đầu bò thì em sẽ lắp cho anh em đầy đủ ha. Lô số 12 anh em, Echo 240. 3 cây 2 triệu 7, 900 ngàn cây. Echo 243 nè, 243 anh em. Con này là 240 ha. Lô này quá đẹp anh em ơi. Rồi, 3 cây 2 triệu 7 anh em, 3 cây 2 triệu 7. Rồi để em quay phía mặt vật cho anh em xem ha. Đây lô này là lô Echo 240 23 anh em. Áo bô bể thì em sẽ đổi cho anh em áo bô mới ha. Lô này thì đặc biệt của nó là mặt vật, là mặt vật trợ lực hết nha anh em. Lô này 3 cây 2 triệu 7. Rồi lô này là lô Echo 200 nha anh em. Echo 200 thì giá rẻ ha, 500 ngàn một cây nha anh em. 500 ngàn cây nè, trợ lực là 1 2 3 con trợ lực, 3 con không trợ lực nha anh em. 3 con vật thường, 3 con trợ lực. Lô này 500 ngàn cây, giá rẻ cho anh em luôn. Còn lô này là lô số 10 nè. Lô số 10 là Echo 230 nha anh em. Lô này 800 ngàn cây ha. 800 ngàn cây nha anh em, tay lái tròn, lô số 10. Tiếp theo là lô số lô số 13 anh em. Tiếp theo là lô số 13 nè. Lô này thì cũng quá vip anh em ơi. Makita Gubin Cốc anh em. Lô này bóng hới luôn, quá đẹp. Makita Gubin Cốc anh em. Lô này thì 5 cây, 5 cây 3 triệu rưỡi anh em. 5 cây 3 triệu rưỡi ha. Tay lái lô này thì em sẽ tặng cho anh em tay lái dài hết anh em. Tại vì lô này nó không có tay lái luôn nè. Rồi tặng cho anh em tay lái dài mới ha. Tặng cho anh em tay lái dài mới luôn. Gubin Cốc anh em, lô số 13. 5 cây 3 triệu rưỡi. Đầu bò chén kẹp thì đầy đủ hết luôn ha. Tem mát đầy đủ anh em. Rồi chắn cỏ thì có sao để vậy anh em, chứ không có bao ha. Chắn cỏ không có bao anh em. Lô số 13. Lô số 14 là Tanaka chữ A. Đây Tanaka chữ A anh em. Lô này thì 5 cây ha. Tanaka chữ A 5 cây. Tay lái của lô này thì em thấy là tay lái dài hết luôn ha. Tay lái dài hết luôn. Tanaka chữ A anh em. Lô này 5 cây, 650 ngàn một cây. 5 cây là 3 triệu 250 ha. 3 triệu 250, 5 cây anh em, 650 ngàn cây. Tay lái của nó là tay lái dài hết luôn. Rồi đầu bò chén kẹp thì đầy đủ hết nha anh em. Đầu bò chén kẹp đầy đủ ha. Lô số 14, 5 cây, 3 triệu 250, 650 ngàn cây anh em. Lô số 15 là lô này là lô lô này lô Single Bell anh em, Single Bell ha. Single Bell nè, lô này nó xài chế, con này xài chế ga ngang nè. Con này xài chế bê tông ga. Chế ga ngang. Chỉ gà ngang. Rồi lô này quá xịn sò anh em ơi. Lô này giá rẻ anh em, 500 ngàn cây ha. 500 ngàn cây, 4 cây là 2 triệu anh em. Lô này thì đặc biệt của nó là 3 cái là xà chế gà ngang quanh gồ, 1 cái là xà chế bít tông gà anh em. Tay lái thì là có 1 cái tay lái dài, còn lại là tay lái tròn luôn. Đầu bò chén kẹp thì đầy đủ hết luôn ha. Lô số 15 anh em, 4 cây 2 triệu, 500 ngàn cây, Single Bell. Lô số 16 là 2 con Mitsu, 2 con cơm Mitsu anh em. Hai con cơm Mitsu
Cái này là dòng máy Trung Quốc xuất Nhật anh em, Trung Quốc xuất Nhật ha, Komatsu 26cc nồng 34 ly. Tay lái của nó là tay lái dài hết luôn. Rồi đầu bò chén kẹp đầy đủ hết cho anh em luôn ha. Lô số 16 anh em. 2 cây 1,5 triệu, 750.000 ngàn một cây. 750.000 ngàn cây anh em. Tum của nó là tum gời luôn ha. Dòng máy này là dòng máy Komatsu hàng Trung Quốc xuất Nhật nồng 34 ly nha anh em. Nồng 34 ly. Rồi lô số 16 này thì là nó 750.000 ngàn một cây nha anh em. 750.000 ngàn cây, 2 cây là 1,5 triệu. Lô số 15 là single bell nha anh em. Single bell thì cái này là 4 cây 2,500.000 một cây. Lô số 14 là lô này là Tanaka chữ A 650.000. Govincock nha anh em. Govincock thì là 700.000 một cây ha, 700.000 cây. Rồi tiếp theo là lô số 17 nha anh em. 17. Lô số 17 là lô này là lô single nha. Single này là single tum gời ha, single tum gời. Cái này thì mình có thể tháo đầu máy ra lắp xịt thuốc đồ này kia là được ngon lành nha anh em. Lô này thì hai cái tay lái dài, một cái tay lái tròn. Rồi đầu bò chén kẹp đầy đủ hết luôn ha. Lô số 17 anh em. 3 cây 2 triệu. 3 cây 2 triệu nha anh em. Single tum gời. Lô số 17. Lô số 18 là lô echo trắng. Số 18 là echo trắng nha anh em. Echo trắng thì đặc biệt của nó là xài chế hệ anh em, chế hệ ra ngang hết luôn ha. Thiếu mấy cái nắp e thì em sẽ lắp cho anh em đầy đủ ha. Nắp e rồi nắp xăng rồi đầy đủ nha anh em. Tay lái của lô này là tay lái dài hết luôn. Tem mát đầy đủ nha anh. Đầu bò chén kẹp đầy đủ luôn. Lô số 18 này là echo trắng 5 cây 3,5 triệu, 700.000 một cây nha anh. Cái này thì 700.000 cây ha. Cái dòng này là chạy chế hệ luôn nha anh. Chế hệ quanh bờ gồ. Ra ngang luôn. Lô số 19 là lô Mitsu TB. TB này là TB 23 24 nha anh. TB 23 24 ha. Còn chính giữa là TB E. Rồi lô này là giá rẻ cho anh em luôn, 900.000 cây nha anh em. 4 cây 3,6 triệu, lô số 19. Lô số 19 nha anh em, TB. Tay lái của lô này thì ba cái tay lái tròn, một cái tay lái dài ha. Đầu bò chén kẹp đầy đủ hết cho anh em luôn ha. Lô số 19 nha anh em. TB 23 4 cây 3,6 triệu, 900.000 một cây nha anh, 900.000 cây. TB này là TB 24 nha anh em, chế hệ ga ngang le đỏ, ga ngang hai kim. Chế hệ ga ngang hai kim nè, hai kim. Rồi lô có con chính giữa này là TBE nha anh em. Rồi 900.000 cây, 4 cây 3,6 triệu. Còn bên đây là echo trắng nha anh em. Echo trắng thì là 700.000 cây ha. Echo trắng 700.000 cây. Echo trắng 700.000 cây nha anh em. Còn đây là Singu ha. Singu, lô này thì 2 triệu nha anh em, 3 cây 2 triệu. Rồi anh em nào chốt máy buổi trưa thì gọi trực tiếp vào số điện thoại của em là 0946 626 585 nha anh em. Rồi buổi trưa nay là buổi trưa ngày 15 tây tháng 10 ha. Rồi buổi trưa ngày 15 tây tháng 10 anh em nào chốt buổi trưa thì nói giùm em buổi trưa anh em. Nhiều khi là nó bị lộn vào buổi tối ha. Buổi trưa ngày 15 tây tháng 10. Rồi xin chào tất cả anh em. Chúc anh em một ngày mới tốt lành ha.